VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. T là viết tắt của Teraphone. Anh ta quay lại nữa sao? Đúng đó. Và cố tình tìm cách phá công việc làm ăn của tôi nữa. Cô Bát, chúng ta phải chiến thắng anh ta cho bằng được. Nếu không thì tôi không thể chấp nhận được. Diễn viên chèo này đúng là thật tuyệt. Mình đúng là không chọn sai người. Anh Tê à, bên phía Million Shopping gọi điện đến báo, nói rằng trà thi đẹp của anh bán rất tốt, hàng đặt không ngừng luôn. Tôi đã đoán trước được thị trường mà. Cô vợ ngu ngốc của tôi là đi mời nhiếp ảnh gia quốc tế đi bán trà thảo mộc. Ai mà biết cậu ta chứ, có phải không? Dạ. Phải như vậy chứ. Monfa, diễn viên chèo được nhiều người yêu thích, sẽ hợp với thị trường của chúng ta hơn. Đáng lẽ Top Shopping phải biết động não lên một chút. Thật tiếc là không chỉ nhân viên yếu kém mà người quản lý cũng quá tệ. Then, xin lỗi nha. Hôm nay khách nhiều quá. Hôm qua bà còn nói sao rồi? Ông ấy không la mắng gì cả. Ngoài việc nói rằng tôi là đứa con khiến cho ông ấy quá thất vọng. À, nhưng mà cậu xin nghỉ việc đột ngột như vậy, chị Bát không nói gì hả? Cô ấy sẽ nói gì chứ? Cô ấy chắc sẽ vui lắm khi tôi không liên quan tới cuộc sống của cô ấy và người yêu của cô ấy. Vậy cô đã suy nghĩ về chuyện sẽ làm gì tiếp theo chưa? Vẫn chưa nghĩ tới nữa. Tôi chỉ biết là xin nghỉ trước, việc còn lại tính sau. Vậy thời gian này tôi tới quán giúp cậu một tay nha. À, trên trang của chúng ta rất nhiều người nhắn tin tìm chúng ta đó, hỏi là hai chúng ta biến đâu mất tiêu. Ê, hay là vậy đi, chúng ta quay lại làm Super Hero Service Club lần nữa được không? Kiểu quay trở lại lại hai hơn xưa. Được. Cho tôi một ly latte lạnh nha. À, dạ được. Cậu đang ở đâu? Đang làm gì vậy? Bây giờ công ty đang rối hết lên. Tôi có chuyện muốn kể cho cậu nghe. Trong lòng tôi thấy không ổn một chút nào. Tại sao không trả lời? Có bị làm sao không? Tôi lo lắng cho cậu. Nè Thên, Thên nè, qua tiếp khách hộ tôi. À, tại sao đọc rồi lại không trả lời? Mười tin nhắn luôn hả? Cho tôi một ly espresso và một ly cappuccino. Sao rồi? Sảng khoái lắm, ngon lắm. Ê, cái tiếp này cũng đây ngon. Dì sẽ lấy mỗi thứ một miếng. Bánh nghẹn cổ hả Nini? Mùi hôi quá dì ơi. Ôi trời, sao lại vậy? Đâu có gì hôi đâu.
Thôi, nè Nini. Thôi, Tô Tô. Dạ. Lại đây xem giúp dì chút đi. Nè Tô. Dạ. Còn mau ăn thử rồi ngửi thử xem có mùi hôi không ha. Không có đâu. Mấy cái thứ như bánh sườn bò này con không quen ăn lắm. Xin lỗi đi. Đâu có mùi đúng không? Vậy món này có hôi không? Không, cái này thơm. Có hôi không? Dạ, thơm ngon. Nini, sao rồi? Dạ. Còn có sao không sao? Con? Hả? Nini. Nini, em sao vậy? Nini. Nini. Tô à? Dạ xin lỗi. Vợ tôi trong đó lâu quá, không biết có gì nghiêm trọng không? Dì ấy đang chờ kết quả xét nghiệm máu. Dạ. Tô à, dì xin lỗi nha. Chắc là do bánh bị hư đó. Không sao đâu mà. Bình thường, lúc nào dì cũng mua hàng mới. Trời, dạ, em yêu à. Em ổn không? Có cần lấy xe lăn không? Không sao đâu, em tự đi được mà. Lấy xe lăn nha. Không sao, em đi được. Yên tâm đi. Nini, dì xin lỗi con nha. Dì không có cố ý đâu. Hả? Dì à, xin lỗi chuyện gì vậy? Vì cái bánh dì mua đã khiến con nôn ói tới mức ngất xỉu đó. Dì xin lỗi con nha. Dì à, không sao đâu. Con bị như vậy á, không phải dẫn bánh của dì đâu. Con bị nôn là vì... Con bị ngén. Bị ngén. Cái gì? Bị ngén. Ôi em yêu ơi, chúng ta sắp có em bé đúng không? Yêu em nhất trên đời luôn. Bình tĩnh đi em. Anh tin chắc chắn em sẽ vượt qua được trở ngại này mà. Anh cũng sẽ nỗ lực hết mình để trở thành đại diện tốt nhất vì em và Trà K-Power. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Hôm nay chúng ta đặt cơm ăn cùng nhau nha. Anh sẽ tập kịch bản vào ngày mai. Dạ được. Tại sao mặt em lại căng thẳng như vậy chứ? Bộ em sợ anh không thắng nổi ca sĩ đó hả? Thật ra thì em cũng khó chịu trong lòng. Bởi vì sản phẩm là sản phẩm giống nhau, nhưng mà bên kia lại ra mắt trước chúng ta chỉ một ngày thôi. Họ làm vậy là để cố tình trêu chọc, khiến cho chúng ta trở nên thảm hại. Thủ đoạn tranh đấu lẫn nhau như thế này anh gặp nhiều rồi. Nhưng một khi anh đã nhận công việc này thì anh sẽ nỗ lực làm tốt nhất có thể. Em tin tưởng anh Non mà. Nhưng việc em lo lắng tới mức này là bởi vì Trà Ti Đếp là của anh Teraphone, người đã từng gây chuyện và có ý định giết em đó. Chính là người này sao? Vậy tại sao anh ta lại ra tù nhanh vậy chứ? Chắc là chứng cứ quá ít cho nên anh ta mới thoát khỏi vụ án. Lần quay lại này, anh ta chắc chắn là trả thù em như đã từng đe dọa. Em không cần phải sợ gì hết. Đã có anh ở đây, mạnh mẽ lên. Ba, mẹ có tình tốt. Ôi, ba. Mẹ
mẹ biết kiểu gì chuyện cũng sẽ thành ra như vậy. Con bị sao vậy hả? Con không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Mẹ, tụi con không phải như vậy. Không phải sao được, mẹ thấy hai đứa ôm nhau như vậy mà. Gì à, tụi con chỉ... Dừng, im lặng, không cần nói. Tôi không muốn nghe lời giải thích của cậu. Nè, Pat, con không ngại với thiên hạ sao? Không ngại với người khác sao? Cứ hẹn hò rồi chia tay, quay đi quẩn lại với gã này. Mẹ để ý tới thiên hạ từ khi nào vậy? Mẹ chính là người nói với con rằng không cần quan tâm người ta sẽ bới móc như thế nào mà. Hả? Gì à? Con luôn luôn nghiêm túc với lại Pat và chưa từng thay đổi. Thời gian qua chỉ là chuyện hiểu lầm mà thôi. Con xin dì, hãy cho con thêm một cơ hội đi mà, có được không? Con sẽ chứng minh cho dì thấy là con yêu Pat đến mức nào. Tóm lại là sao? Tóm lại là hai người cố tình không muốn nghe lời mà tôi ngăn cản nữa, đúng không? Được. Tùy mấy người. Nếu vậy thì kết hôn cho xong xuôi mọi chuyện luôn đi ha. Ý mẹ là sao? Thì con là người lựa chọn mà. Vậy con định sao đây? Bây giờ con sắp 40 tuổi rồi, không có thời gian để hẹn hò rồi chia tay cho tốn thời gian cuộc đời nữa đâu. Kết hôn đi cho xong chuyện luôn. Mẹ! Là thật sao? Vậy là dì cho phép rồi đúng không? Ủa? Lớn đến mức này rồi còn chờ người khác cho phép nữa sao? Hả? Nếu như yêu nhau thì cưới đi cho xong chuyện ha. Mẹ! Con cảm ơn dì rất nhiều. Con xin phép ôm dì một cái. Tại sao không trả lời? Có bị sao không? Tôi lo lắng cho cậu đó. Anh Then. Baby, sao cô đến được đây? Thì anh Boss nói với Baby là anh Then ngồi chơi đi. Sao anh Then lại nghỉ việc vậy? Tại sao lại phải chạy trốn? Thì không có ích lợi gì để tiếp tục ở lại nữa. Con người ta cần phải biết dừng lại trước khi đau đớn hơn nữa. Anh Then thừa nhận rồi đúng không? Là anh Then thích chị Bát. Hôm nay Baby đến đây là bởi vì sếp nhờ em chuyển lời cho anh là nếu như ngày mai muốn dọn đồ ở văn phòng thì đừng vội quay về nhà. Sếp muốn tổ chức tiệc chia tay với anh. Tổ chức tiệc chia tay cho anh làm gì? Anh chỉ là nhân viên tạm thời thôi mà. Sếp đã cố tình làm vậy. Anh ấy muốn tổ chức tiệc chia tay cho anh. Trong khi thật ra bây giờ ở công ty tình hình là đang xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì vậy? Thì anh Terravon đó ra mắt sản phẩm trà xanh mới, vừa mới ra mắt hôm nay luôn. Terravon sao? Không phải ta đang đi tù sao? Không có. Mọi người đang rất sợ doanh thu bán hàng của chúng ta có thể không đấu lại trà Ti Đếp. Và nếu như khi ra mắt trà Ti Đếp là của anh Terravon, là người từng được dân chúng yêu thích, thì doanh thu bán hàng sẽ càng bỏ xa chúng ta. Lần này chị Pat thảm là cái chắc rồi. Thank you.
Hồi sáng mẹ nói vậy có gì sai không con? Mẹ nói gì thì nói à, tại sao không hỏi con trước? Tại sao con lại giận chứ? Không phải con yêu Non hay sao? Hôm đó con còn nói là con chờ cô ấy cả cuộc đời. Nhưng con không muốn mẹ làm điều gì trong khi không hỏi ý kiến con trước. Hôm nay mẹ và Tô đưa Nini đi bệnh viện về đó. Nini bị làm sao? Không sao hết, con bé có thai. Hả? Nini có thai? Cái gì chứ, tới tuổi này rồi còn có thai sao? Nè, con biết không, Tô nó vui lắm. Ôi, nó chiều chuộng lấy lòng vợ lắm. Nếu như bác sĩ không ngăn cản, nó bế vợ lên luôn đó. Bác, mẹ nói thẳng nha, khi thấy Tô và Nini hạnh phúc tới mức đó, mẹ cũng muốn con có được hạnh phúc. Ngủ thôi mẹ, ngày mai con còn công việc quan trọng nữa. Con cũng lớn tuổi rồi, con phải nhanh có con để mẹ bế bồng trước khi không có cơ hội. Tất cả những gì mẹ làm cũng là vì mẹ muốn con có được hạnh phúc thực sự đó bác. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Giống như đã nói, anh Non đã đi khắp thế giới và bắt gặp nhiều điều thú vị. Nhưng Jimmy muốn biết là những nơi mà anh Non đã từng đặt chân tới thì nơi nào khiến cho anh Non có ấn tượng đặc biệt nhất? Thật ra có một lần tôi từng chụp ảnh ở một đồi chè. Đó là một nơi vô cùng xinh đẹp và rất thanh bình, chính là làng Long Chiên. Nhưng mà cái điều đẹp nhất, đẹp hơn cả địa điểm đó, dạ, nó chính là chất lượng của lá trà. Vị trà xanh của nơi này đặc biệt không giống bất cứ nơi nào hết. Ôi, anh Non nói như vậy, Jimmy thật sự muốn thử lắm rồi đó. Con nếm thử đi, nè, thử ngay đi. Dạ, tôi thử nha. Ôi, thơm vẫn còn không? Nóng luôn. Thơm quá đi. Ôi trời ơi, dịu nhẹ và thơm lắm luôn đó anh Non. Phải nói là nguyên liệu số 1 của thế giới đó. Nó chính là nguyên liệu để tạo ra trà K-Power này. Dạ, thật sự là một sản phẩm tốt. Nếu quý vị muốn thưởng thức hương vị của trà, xin gọi tới số 02111 0011. Ủa, Then, đến làm gì vậy? Thu dọn đồ hả? Đúng vậy. Sao gian phòng lại im ắng vậy chứ? Những người khác đâu cả rồi? Mọi người đang tập trung ở studio để quay quảng cáo trà K-Power. Vì là sự kiện VIP cho nên cũng phải cổ vũ lẫn nhau. Nhưng mà sự kiện này không biết sẽ là VIP hay là RIP đây nữa. Trà của đối thủ xuất hiện mạnh bạo như vậy, anh Non sẽ đấu lại hay sao? Vậy chúng ta thử đi kiểm tra bộ phận chăm sóc khách hàng xem coi trà K-Power của chúng ta doanh thu bán hàng như thế nào. Dạ, Top Shopping xin chào ạ. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Không biết quý khách đang quan tâm tới sản phẩm nào ạ? Anh ơi, tình hình sao rồi anh? Doanh thu lên rất chậm. Như vậy thì quá tệ rồi anh. Dạ. Em bắt đầu thấy thương cho chị Bát rồi á. Đang yên đang lành lại nhận củ khoai nóng phỏng tay về. Còn ông anh của chúng ta là thoát khỏi vũng bùn. Giờ muốn giải thoát thì thoát bằng cách nào? Không thể thoát được nữa đâu. Nút áo đầu tiên của cô ta đã cài sai, vì đã ăn cắp dự án của chúng ta. Nút thứ hai cô ta cũng sẽ phải cài dồn vào thôi. Đáng đời cô ta mà. Dạ xin chào. Trà K-Power sao? Dạ được. Quý khách mua bao nhiêu hộp ạ? Công thức cũ sao? Dạ xin lỗi, vừa hay trà công thức cũ hết rồi, chỉ còn lại mỗi trà công thức mới thôi. Million Shopping dự báo là trà TDF của anh Tây tạo ra doanh thu số 1, đến mức cho đối thủ phải hít khói luôn đó. Đúng là hả hê thật. Cô vợ ngu ngốc đó biết được rằng là trà T-Power từng bán chạy không phải là do sản phẩm tốt, mà chính là do tôi đây.
chính là Terraform này đây. Đi ăn cắp công thức của người khác rồi diện cớ thành của mình, người ta không gọi là chuyên nghiệp đâu, mà gọi là đồ tồi đó. Ăn cắp công thức sao? Bằng chứng ở đâu chứ? Cô Katima, để tôi nói cho cô nghe lấy phước. Thứ mà tồn tại trong tự nhiên, chẳng hạn như các loại thảo mộc và thuốc chữa bệnh chiết xuất từ thảo mộc, nó không thể xin cấp bằng sáng chế với giấy phép độc quyền sản phẩm được đâu. Ghim vào trong đầu của mình đi, cô Katima. Mặc dây, ai ai cũng biết rằng trà thảo mộc trộn với lá riềng đen và đông trùng hạ thảo là công thức của gia đình tôi. Vậy sao hả? Vậy thì cô đi kiện đi. Đến lúc cô đi kiện thì tôi bán trà thi đếp của tôi đã nhiều rồi. Tôi không nên yêu lầm rồi kết hôn với người như anh. Ôi trời, tiểu thư kìa, thua đến không biết đường đi sao? Chẳng biết mắng người khác. Tôi nghĩ cô nên bắt đầu từ số đi thì hơn. Thử suy nghĩ mà xem, cuộc sống này cô đã thành công chưa vậy hả? Ngoài cái việc làm vợ của tôi. Anh. Nè, thì cô như vậy chứ. Nếu như bước đến một bước nữa, tôi nhất thiết phải tự vệ. Và tôi đảm bảo rằng cô và đàn em của cô chắc chắn sẽ không được về nhà đàng hoàng đâu. Và kể từ bây giờ trở đi, sẽ không còn Terraform hiền lành nữa đâu. Cô nhớ cho kỹ đó, thưa cô Katima. Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì phải xin nghỉ đột ngột như vậy. Nhưng mà tôi thật sự có gì cần thiết phải đi. Ủa, cần thiết tới mức nào vậy ta? Cho tôi một lý do đàng hoàng coi tại sao lại đến mức xin nghỉ vậy. À thôi, không cần phải ép nhau như vậy đâu. Người làm việc giỏi có tài nghề và có nhiệt huyết như vậy thì chắc chắn sẽ có công việc tốt hơn, công việc đang chờ cậu ấy rồi. À, dù sao thì tôi cũng rất tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cậu ha. Rồi, mọi người uống cho tương lai tươi sáng, công việc mới của Then. Uống nào. Uống cạn ly. Uống hết luôn. Uống hết đi. Ủa nè, baby. Then xin nghỉ việc như thế này, các baby bị cô đơn lắm có đúng không? Phải, đúng vậy. Chuyện tình yêu của hai người tiến triển tới đâu rồi hả? Lén hẹn hò nhau trong thầm lặng có đúng không? Hả? Trời ơi. Đúng không? Trời ơi, vậy không? Đúng rồi. Vậy luôn hả? Dạ không phải đâu. Baby và anh Then không có gì hết đó. Dạ, chờ chút nha anh đó. Chuyện là bên trong tiếng ồn quá. Dạ. Trời ơi, lúc này chị ấy đang có người yêu. Then, vô. Bên này nữa. Cạn ly đi, hết ly. Cạn. Vô. Không cạn ly có được không? Cạn ly. Không là anh Then không chịu được nữa đâu. Lúc phải, nãy phải, mới phải, vừa nói vậy. Không là gì với cậu ấy mà. Tại sao lại lo lắng cho cậu ấy vậy? Thật. Sao nè, vậy? Lo lắng cho nhau hả? Vô. Hết đi. Quá dữ luôn rồi ơi. Vô nè. Hết lên đi. Hết. Quá dữ. Tiếp nha. Nè Then, uống một ly nữa đi. Anh Bon hả? Qua đây. Anh say rồi. Tiếp đi. Anh đến giúp anh ấy đi. Em đang có một chút việc. Nếu vậy thì em chăm sóc tốt cho bản thân mình nha. Khuya về anh gọi lại lần nữa. Dạ. Anh nên lái xe cẩn thận nha. Có nhiều chuyện cần phải nghĩ dữ lắm sao? Nên cô mới không vào tham gia vui với nhau bên trong. Tôi làm gì là chuyện của tôi, không liên quan tới anh. Tôi thật sự thấy đáng thương cho cô đó cô bác. Cô đã cố gắng lấy lại dự án K-Power vào tay, nhưng lại bị cậu Terraform tấn công bằng trà tì đẹp, khiến cho doanh thu bán hàng của cô không bùng nổ như là cô nghĩ. Tôi nghe nói hôm nay doanh thu bán hàng sản phẩm của cô không được tốt cho lắm. Ôi trời, biết rõ thật đó. Anh quan tâm tới công việc của tôi từ lúc nào vậy? Đâu có,
Tôi cũng không quan tâm đặc biệt gì đâu. Tôi thấy người của văn phòng truyền tay nhau mà thôi. Vậy sao? Không phải anh đứng trông chợ khu chăm sóc khách hàng cả ngày hả? Nè, tôi hỏi thật nha, anh hả hê lắm đúng không? Khi doanh thu bán hàng của K-Power đang ít hơn T-Red. Tại sao tôi lại phải hả hê chứ? Đây là câu hỏi mà tôi nên hỏi anh thì hơn. Anh là người đem thông tin của công ty chúng ta đi nói với anh Terraphone, đúng không anh Roger? Vậy nên anh ta mới có thể phá công ty của chúng ta. Cô đừng có mà nói tào lao nha cô Bát. Tôi có thể kiện cô vì tội phỉ báng đó nha. Chị Bát ơi, chị Bát, chị nhanh vào trong đi. Thang say á, nằm gục trên bàn rồi. Anh Then hả? Bát, bát, khăn lạnh nè, lau mặt cho Then đi. Anh Then. Anh Then. Then, Then. Coi kìa, coi kìa, ngủ mất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi mới ra ngoài có một chút mà tại sao Then lại say vậy? Bát bát à. Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi chỉ là muốn mời rượu chia tay cậu ấy thôi. Ai mà biết được là Then là có tửu lượng yếu như vậy. Mới uống có vài ly thôi mà bị bất tỉnh vậy, chắc phải đưa về nhà rồi. Then. Nè Then. Bạn anh Then đến rồi. Ở đâu? Nè Then. Tại sao cậu ấy lại trong tình trạng này chứ? Thì say chứ sao. Nhanh đưa cậu ấy về nhà đi. Then, sao cậu lại say đến mức này vậy? Từ từ đi. Dạ, xin chào. Xin chào. Dạ, anh cần mua gì? Tôi muốn làm sạch hai chiếc nhẫn này. Có thể giúp tôi được không vậy? Dạ, được. Đây. Dạ. Hãy làm cho nó sạch đẹp như là mới nha. Dạ, được rồi. Tôi muốn mua thêm vòng cổ và đôi khuyên tai này nữa. Mẫu này vừa mới ra mắt luôn đó anh. Đảm bảo anh mua cho người mà anh yêu thì cô ấy sẽ thích lắm luôn đó. Baby, tại sao Then lại sẽ đến mức đó vậy? Tại vì tất cả mọi người đều mời anh Then uống. Mỗi người mời một hai ly là anh say luôn đó. Then bị sao vậy? Nhức đầu hả? Không. Baby à, mở máy lạnh đằng sau đi. Dạ. Ổn hơn chưa? Boss, nó có đuổi theo không? Ai đuổi theo chứ? Xe máy. Nó đi theo cô Bát. Nguy hiểm đó. Cẩn thận. Tỉnh lại đi, tới nhà rồi. Then. 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 Tỉnh lại đi, tới nhà rồi. Xuống nhanh đi Then. Người cậu nặng như vậy, tôi vác không nổi đâu. Baby nè, vậy để anh đưa Then lên phòng cái đã. Với lại tình trạng này chắc sẽ ngủ giữa đường mất. Baby chờ anh chút nha. Dạ. Đi thôi. Ráng dậy đi. Nè. Đi, nhanh lên. Để em phụ. Không đi. Tôi muốn ngủ. Anh Then. Ngủ ở trên nhà chứ. Lên phòng rồi ngủ tiếp, được chưa? Nè, tránh ra đi, để tôi thử. Then. Then. Tới nhà rồi. Tỉnh dậy đi. Then. Then. Tới nhà rồi. Đi nổi không? Tỉnh rồi.
đi. Lên phòng thôi. Nè, cậu lái xe đưa baby về nhà đi, khuya rồi. Tôi sẽ dẫn Thay lên phòng. Then, lên phòng thôi. Đi, từ từ. Cẩn thận đó. Chỉ một chút nữa thôi. Ráng lên một chút nữa. Then, đi đâu vậy? Phòng ở bên này mà. Then. Then, này đi đâu vậy? Cậu ấy đi đâu vậy chứ? Then. 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 Cậu đi đâu vậy hả? Then. Cậu. Cậu sao lại ngủ ở đây chứ? Làm gì mà say dữ vậy? Then. Đứng dậy. Then. Đứng dậy coi. Đứng dậy mau lên. Tại sao giờ này cậu hay uống rượu vậy? Lúc trước á, chắc cậu thấy ngán lắm khi phải chăm sóc tôi kiểu này. Tại sao phải xin nghỉ việc? Ở lại thêm một thời gian không được sao? Nghĩ tới cảnh khi bản thân phải làm việc một mình mà không có cậu ở bên cạnh chăm sóc, tôi không thể chịu được. Cậu đã từng hỏi tôi đúng không? Là nếu như cậu nói yêu tôi trước khi anh Non quay về thì mọi thứ có thay đổi không? Tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn hả Then? Tại sao? Phải có ai vậy? Của chị Pháp. Người yêu của chị ấy gọi đến nữa nè. Then, đứng dậy. Mau đi thôi, đứng dậy. Nằm đây mũi cắn đó.
Then, đi thôi. Đứng dậy. Then, đứng dậy nổi không? Không nổi. Đứng dậy không nổi thì để tôi đi lên phòng ngủ nha. Nè, cậu có mang thẻ phòng không vậy? Đây nè. Ôi, cậu đó, hôm nay say quá rồi nha. Lần sau đừng có uống như vậy nữa đó. Với người đàn ông đó, em chỉ cần nhìn cách hành xử của hai người khi ở cùng nhau thì em cũng biết vì sao chị ấy không chịu quay lại với anh. Bởi vì cô Bát và cậu Then yêu nhau. Nè baby, baby về nhà thôi, khuya rồi đó. Đi thôi. Baby, tại sao em lại khóc chứ? Tại vì chị Bát mới vừa thông báo là quay lại hẹn hò với anh Non và chuẩn bị có tình vui với nhau nữa. Vậy mà chị ấy đối xử với anh Then như vậy. Người phụ nữ xấu xa. Baby thấy thương cho anh Then quá. Boss à, pha cho tôi một ly luôn đi. Ừ.